Tôi mới kể cho cậu nghe về một cái kẹo. Nó tên là cái kẹo trái cây Zuzeji cái gì ấy. Thằng em tôi nó bảo là nó uống bia và nó ăn cái kẹo này như kiểu nó đang đá lưỡi gái vậy. Wow. Thật, ai biết, đấy là thằng em tôi nó kể thôi chứ tôi có biết gì đâu. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn. Shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Bây giờ thế này nhá. Các cháu đã nghe thấy chú nói gì chưa? Các cháu tôi thì người ta gọi là kẹo ở dơ là đúng rồi mà. Anh không có ở dơ nhưng mà thôi. Anh không có lý do. Cãi em đi. Cuộc đời tôi có ở dơ tôi có biết gì đâu. Thôi im đi, đừng biện hộ cho sự ở dơ của mình. Không, không dơ thật, để tôi nói phét thôi. À, anh nói phét thì thôi. Tôi nói phét hay không đừng tin nhá, nhưng mà thật ra nó cũng không dơ lắm đâu. Đéo tin. nó cũng dơ ở tầm cỡ thôi. Nghề chính của anh là gì á? Ở nhà phụ hồ em ạ. Em hỏi câu quá chuẩn luôn. Nghề chính của anh là bốc phét. Ừ đúng rồi, bốc phác ấy. Bốc phác sinh viên ấy. Câu ra ngoài không thấy mấy cái biển báo lại có bốc phác sinh viên ấy. Tôi đi bốc phác đấy. Kiếm cơm qua ngày mọi người ạ. Ôi. Sao em lại ho này? Hỏng. Sao em lại ho thế này? Tại vì em nhớ anh đấy. Chị đặt bông keo cho nó phòng bắn được chị nhỉ? Ơ, chỗ nào ấy? Ở trên nhà này à? À, đây rồi. Trên nhà anh ơi. Ok em. Bước qua đời nhau. Chị anh, em bước qua đời nó luôn đấy. Anh đang bối rối. Ở đây này. Đấy. Đúng rồi. Anh chỉ biết được rồi kìa. Anh là anh đang bị bối rối. Em đã mua thuốc uống chưa? Sao lại cứ một hai câu ho này không ổn? Hảo. Ôi bà mẹ. Đừng. Bắn đéo gì. Người yêu sợ hả? Hả? Ừ, người yêu sợ đấy. Ô, lạ nhỉ. Tôi có biết gì đâu. Em ơi hỏng. Đừng. Mẹ mày. Ủa. 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 Trồn ghế à? Vãi là trồn ghế. Ai vãi lộn được bạn. Thôi xin người. Mấy thằng trồn ghế hài đấy. Nhờn vãi là mấy thằng trồn ghế. Em tưởng còn một đứa thì em đi thật. Đây này, một đứa này. Sao lại thằng trồn ghế ở đây? Thôi. Anh cũng trồn ghế đấy, không chơi đâu. Chơi game làm cái gì? Trốn ghế sống cho nó dai không ạ? Thôi, anh giỡn xíu. ra ngoài chơi nhá. Ra ngoài game mới. Meanwhile. Tôi mới kể cho các ông nghe về một cái kẹo. Nó tên là cái kẹo trái cây Zuzeji cái gì ấy. Thằng em tôi nó bảo là nó uống bia và nó ăn cái kẹo này như kiểu nó đang đá lưỡi gái vậy. Thật, ai biết, đấy là thằng em tôi nó kể thôi chứ tôi có biết gì đâu. Thế đá lưỡi là cái gì? Anh không biết nữa. Xạo chó, xạo chó. Ê. Từ bé giờ ai có người yêu đâu mà biết. Trời mẹ ổng ao game mì gái điên à. Mạng nó lag, em ạ. Ping nó cao quá anh, em phải ao ra anh vô trận mới. Đấy, anh không nghe thấy em nói gì cả, mạng nó lại bị lag cơ. Ôi cái này cá mập nó lại cắn cáp rồi. Động ăn kẹo dẻo. À, sắp tới nhá, mấy ông fan trên stream của tôi này, mấy nữa là tôi mua mấy con gấu bông kiểu con pet hình Free Fire tôi tặng công luôn. Để sang tháng tôi lấy lương đi, tôi mua tầm khoảng chục con. Chục con chắc là rơi vào tầm khoảng 2 triệu đồng tôi gửi tặng fan. Đi phải nói là hợp lý vãi lộn luôn. Thế anh có tặng em không? Lớn rồi tặng cái gì? Tặng trung thu cho các bạn nhỏ thôi. Em còn nhỏ mà. Có nhỏ cái gì? Đứa nào còn nhỏ mà đòi tặng? Em đang còn nhỏ nhá. Bao tuổi? Em mới có 12 tuổi à. Câu mà nghe này ai 12 tuổi như thế này không? Em 96 chứ em lộn. 96 thì bây giờ lớn rồi làm gì có quà nữa. Ôi chị ơi, chị nhường quà cho các em nhỏ đi chị ơi.
Nhưng mà em muốn quà cơ. Để sang tháng nhận lương, đi mua về tặng cho mấy đứa fan. Mua tôi tặng trên stream ấy. Nhưng mà em muốn quà cơ. Lớn rồi đòi quà cái gì? Không có thấy ai lớn rồi đòi quà mà. Giống kiểu Trung thu là Tết thiếu nhi mà. Người lớn thì làm gì mà có quà. Nhưng mà em còn trẻ con mà. Cho anh một cái chứng minh lý do tại sao em trẻ con đi. Nói đến lại bắt đầu cầy thì anh chết. Anh ơi. Chơi game không anh chơi ơi, chỉ mãi nói chuyện với trai nhá. Chết chưa. Nhưng mà em nói chuyện với anh thì em đâu nói chuyện với ai đâu mà lo. Nhưng mà thật ra thì anh cũng là con trai mà, anh có phải bê đê đâu. Lâu lâu kiểu trêu mấy thằng fan là anh bị bê đê đấy. Nhưng mà chết vì nói chuyện với anh thì nó cũng đáng mà. Chết đời này mê trai là khổ nhất. Hà Nội ngàn năm văn vở, tôi không biết là Gia Lai cũng có cái này cơ đấy. Ôi. Em nói thật mà. Theo các ông thì bao nhiêu phần trăm là thật mà bao nhiêu phần trăm là giả dối? Cái đó thì anh phải tự biết chứ. Chứ phải hỏi người ta. Khó hiểu thật sự. Thôi chết rồi em ơi, tôi lái máy bay đấy. Ờ. Thì đến trước mặt anh kìa ơi. Ôi. Bối rối. Lát, pin cao em ạ, pin cao. Anh cao đang tập trung em vào điều khác à? Hả? Sao? Cái gì cơ? Ở đây cũng... Không, anh nói phép thôi, pin có hai mấy à? Cái địch mà em mày chả xấu à? Anh ơi, cho em xin tiền tải game trên Team. Anh có đéo có tiền ấy, biết tại sao anh xóa mẹ Team từ lâu rồi, em ạ. Nhưng mà bảo này, tôi thấy là ví dụ các ông thấy là ở trên stream ấy có một cái game gọi là giả làm ăn mày ấy, để hôm nào tôi tải cái game giả làm ăn mày xem. Bây giờ cuộc sống bình thường thì nó đã quá bình thường rồi, anh em ấy, tôi phải xem hôm nào tải cái game giả làm ăn mày ấy. Người bình thường không muốn lại muốn làm ăn mày. Mày bị điên à? Làm sao em? Suốt tối qua mà em bị nhịp mộng, trời ơi. Nhịp miệng á? Ôi. Các ông biết không, tôi chỉ có ông làm sao mà hết nhịp miệng sớm nhá. Nhìn miệng thì không phải cho người yêu ăn cháo lưỡi, nghe chưa? Excited for free kindergarten? Huh? Why? Cái gì? Anh nói không đúng là mình cười lên cười xuống. Lại hít hà cái gì ấy? Anh nói chỉ có chuẩn thôi, người ta kinh nghiệm rồi. À quên. Quên. Từ bé giờ chưa yêu ai bao giờ. Từ bé giờ chưa yêu ai bao giờ. Tôi thề có cái bóng đèn nhá. Tôi thề với những người anh em ở đây 500 anh em, tôi thề có cái bóng đèn. Từ bé giờ tôi chưa yêu em bao giờ. Nếu mà tôi yêu ai rồi, bóng đèn mai nó cháy luôn. Mười điểm về chỗ. Anh có biết gì đâu. Anh thề, anh nói thật, anh không nói yêu. Anh không biết gì cả. Anh ngây thơ trong sáng. Bố mẹ đặt đâu anh ngồi đấy. Ui, ở đây có một tập đoàn này mày. Ở đây có một tập đoàn, ở đây có một tập đoàn này. Chúng mày nhớ nào, đúng rồi. Chúng mày nhớ đúng không? Ở đây có một tập đoàn này. Ở đây có một tập đoàn này. Đúng rồi, sao bình tĩnh. Ơ cái gì đấy? Đứng đi. Đứng. Xuống, chuẩn bị ra, Ui. Nhờ đấy à? Ui phải. Bái. Đéo hiểu. Công hiểu đâu, công ức hiếp yếu như tôi. Đéo chơi nữa. Rồi. Mời em ăn với á. Tí mời. Người ta không có tình yêu phải cho người ta tình từ tí lâu lâu mới chơi về gái á. Ai bảo với câu là tôi không có người yêu, tôi đang bận, tôi không thích yêu nữa câu ạ. Cuộc sống bây giờ chăm lo công việc. Câu hiểu không? Cho nghỉ mẹ một đi. Trong cái cuộc sống này ấy, tôi tặng các bạn một câu ấy. Cuộc sống sống này có người lọ, người trai. Các bạn hiểu không? Nhá. Có người có người yêu, có người không có người yêu, nên là thôi công cũng đừng có phàn nàn cái gì cả. Đấy chứ, bây giờ 10 giờ rồi. À, nó là 22 giờ tối rồi. Ông nào muốn ngủ quá đi ngủ đi, nghe chưa? Đi ngủ đi cháu. Một streamer mê gái nhất thế giới vãi cả lìn. Ôi đây là cái cách mà anh em gọi tên cho tôi ấy. Ôi đéo hiểu kiểu gì, trầm cảm. Ô trầm cảm. Chết đi ra chơi với anh em. Đéo chơi. Mấy ông không có người yêu nhìn ổng chơi với gái kiểu cay với lìn, kệ mẹ tôi. Được chưa? Đúng rồi. Anh có đạn tiểu liên không? Anh có. Đây.
Em cần bao nhiêu? Cho em một băng. Hơi bị nhiều luôn. Đây, anh nhiều đạn sử viên lắm. Nãy giờ anh nhặt nó phải lên đến 300-400 viên cơ, nhớ. 300-400 viên cơ, nhớ. Em ơi, sang nhà anh chơi đi. Cả nhà anh đi vắng, không ai ở nhà hết đâu em ạ. Không có ai ở nhà thì em sang làm gì? À, không ai ở nhà nhưng mà có anh ở nhà. Sang nhà rồi lại có bầu vãi cà lín. Này các cháu, ông hỏi đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để đâu? Các bạn ấy bảo là quá trình ấy rút gọn là như thế này: một, vô nhà anh chơi; hai là vô khách sạn; ba là lên giường; bốn là có bầu. Vô lý. Đít các mẹ, vô lý.